Chỉ còn 2 vòng đấu để quyết định ngôi vô địch, sẽ không còn chỗ cho sai lầm. Câu lạc bộ Viettel sẽ có một chiến thắng để giành quyền tự quyết ở vòng cuối, hay câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ duy trì được lợi thế đang có? Cùng dõi theo những diễn biến kịch tính trong cuộc đua đến ngôi vương, câu lạc bộ Viettel, câu lạc bộ Công an Hà Nội, 17 giờ ngày 12 tháng 8, trực tiếp trên kênh VTV5. Kính mời quý vị khán giả đón xem.